Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước, Ducati tại Thái Lan ra mắt 6 cái mẫu xe mới trong cái triển lãm Moto Show 2022 với bức giá bán rất hấp dẫn. Gian hàng Ducati tại Thái Lan trong cái cuộc triển lãm là Moto Show 2022 là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng từ việc ra mắt cùng lúc 6 cái dòng mô tô mới và tạo nên một cái sự phấn khích cho các biker tham quan và mức giá siêu hấp dẫn. Ducati Street Fighter V2 2022. Cái chiếc Ducati Street Fighter V2 2022 nó tiếp nối thành công của cái chiếc là Street Fighter V4 với một thiết kế đẹp, nổi bật, xứng đáng với một cái giải thưởng là sim mô tô đẹp nhất trong cái cuộc triển lãm là ESMA vừa qua. Tuy nhiên, Street Fighter V2 2022 ở dụng cho mình cái có động cơ lực V2 955cc tạo ra công suất 153 mã lực, đi cùng moment xoắn cực đại là 101.4 Nm, ở ngưỡng vòng tua máy là 9.000 vòng trên phút, với mức giá khá yêu thương chỉ rơi vào khoảng là 729.000 bạc Thái, đổ ra tiền Việt tương đương là 495 triệu Việt Nam đồng. Ducati Street Fighter V4 SP 2022. Street Fighter V4 SP vốn được coi là cái dòng vua nước cơ bản khi được thừa hưởng một cái bộ cánh Quintess từ các dòng xe đua đẳng cấp thế giới trong lần quốc Superbike, viết tắt là WSBK. Yên thì được bọc da Acara, bình xăng nhôm độc đáo, cái bục la xăng carbon 5 chấu, cái phanh đến từ Rainbow Sarama, ước tính mức giá dưới là 1.600.000 bạc Thái, đổ ra tiền Việt nó tương đương cũng gần là 1 tỷ Việt Nam đồng. Cái trái tim của chiếc Ducati Street Fighter V4 SP 2022 vẫn là có động cơ Esmochi Tradel V4 dung tích thật 1.103cc, tạo ra cái công suất tối đa là 208 lực, ở ngưỡng vòng tua máy là 13.000 vòng trên phút, trong khi đó moment xoắn cực đại là 123 Nm, ở ngưỡng vòng tua máy là 9.500 vòng trên phút, đi kèm với đó là hệ thống đi hộp khô STM EVO SDK thường thấy trên rất nhiều cái dòng là Superbike đường đua. Multistrada V2S 2022. Cái chiếc Ducati Multistrada V2S 2022 đây là một cái chiếc xe có ý tưởng được phát triển từ nhu cầu về một cái dòng mô tô để có thể lái hàng ngày với một cái động cơ của hãng Ducati Haisan Elstin Testa Jetta 937cc hoàn toàn mới, được làm mát bằng chất lỏng, cho cái công suất cực đại là 113 mã lực, ấn ngưỡng tua máy 9.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại là 94 Nm, đi cùng hộp số con tay 6 cấp kết hợp ly hộp chống trượt. Mức giá bán bắt đầu từ con số 689.000 bạc Thái, đổ ra tiền Việt tương đương khoảng gần là 468 triệu Việt Nam đồng. Ducati Multistrada V4 Bybit 2022. Cái chiếc Multistrada V4 Bybit 2022 là một cái chiếc xe đua thể thao đỉnh cao dành cho cái giải là Bybit International Hill Slalom. Và cái phiên bản của năm 2022, cái dòng lực V4 Bybit sở hữu mình phần bánh xe nhôm rèn Max Chassini 17 inch, cái cặp lớp Pirelli Pilo Grosso 4 đi cùng với phần cấp đơn, hệ thống treo lập bán tự động Holden Smart EC 2.0, chế độ lái đường đua, cái có động cơ đạt được ở mức 170 mã lực và được cao nhất trong gia đình là Ducati Touring Adventure. Về mức giá bán khởi điểm cũng cực kỳ hấp dẫn, rơi vào khoảng 1.579.000 bạc Thái, nó tương đương là hơn khoảng là 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Ducati Barnacle V4 2022. Cái dòng lực Barnacle V4 2022 với những cải tiến về mặt thiết kế và phát triển công nghệ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lái xe, một cái bộ quay hoàn toàn mới đi kèm với phần cánh gió có thể tạo ra được 37 kg lực kéo xuống mặt đường ở tốc độ là 300 km/h. Cái có động cơ Desmomit Shadow V4 1.103cc, cái đường kính của bộ chẩm thanh đã tăng lên là 38mm để giảm cái áp suất ngược. Cái những cải tiến mới giúp cho động cơ tăng thêm được 1,5 mã lực so với cái phiên bản cũ, dừng ở mức là 215,5 mã lực, ấn ngưỡng vòng tua máy là 13.000 vòng trên phút,
đi cùng mẫu máy sáng cực đại là 123,6 Nm, ấn ưỡng tua máy là 9.500 vòng trên phút. Mức giá được đưa ra rơi khoảng là 1.019.000 bạc Thái, đó ra tiền Việt tương đương cũng khoảng là 692 triệu Việt Nam đồng. Ducati Bentley V4 SB2 2022. Phiên bản Bentley V4 SB2 2022 đã được phát triển dựa trên nền tảng của V4 S 2022 và thêm những nâng cấp xịn sò như phần phanh carbon, hệ thống đến từ Remo Strema R, cái cụm phanh của MCX, cái nồi khô STM EBO SBK, cái bộ các chân Rizoma được đúc nguyên khối và một cái gam màu sơn đen mờ Quintetest. Phiên bản Ducati Bentley V4 SB2 2022 tạo ra công suất là 215,5 lực, ấn ngưỡng tua máy là 13.000 vòng trên phút, trong khi đó mô-men xoắn cực đại là 123,6 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 9.500 vòng trên phút, cái trọng lượng ước rơi khoảng 194,5 kg, với mức giá bán khởi điểm rơi khoảng là 1.660.000 bạc Thái, nó tương đương rơi vào khoảng là hơn 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like, share, subscribe.